Mình chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, đây chú Ngan này dữ quá. Dữ thật đấy. Đây hình nhiều. Các bạn nhìn nhiều trứng không? Đây là Ngan nhà tự ấp các bạn ạ. Nhà ông anh hàng xóm mình này đang có một chú Ngan này ấp hơn 20 quả này. Nhưng mà nó dữ lắm, dữ lắm các bạn ạ. Đấy. Ở dưới. Đây chính là con mẹ mà trước ngày ông anh có kỷ niệm mình một đôi Ngan ấy. Thì của mình cũng hiện tại thì còn sót một con thôi. Của mình cũng được hơn cân rồi. Thì của nhà ông anh thì cũng được hơn cân, con thì 2 cân, con thì bé hơn, thì tí nữa mình quay cho các bạn xem. Còn đây chính là chú Ngan mẹ của đàn Ngan con. Thì lúc ấy đây nở được một cái lứa đấy thì cho mình một đôi, thì giờ bắt đầu lại ấp tiếp lứa nữa các bạn ạ. Ngan này ấp nhiều lắm, 20 quả rồi. Mà cái tỉ lệ lở của Ngan này khá là cao ấy. Thứ nhất là Ngan mà mình ấp này, Ngan mẹ nó ấp ra nuôi con nó rất dễ, nó không như là Ngan mình mua ngoài chợ ấy. Cái tỉ lệ sống sót của nó rơi vào 90% ấy. Nhưng con mẹ này nó dữ quá. Trong này chắc cũng hơn 20 quả trứng này. Thì bây giờ mình lại ra cho các bạn xem cái đàn Ngan mà cùng cái đàn mà chip chip của mình nha các bạn nhé. Thôi nào yên đấy, ấp đi. Nó dữ quá các bạn này. Nhìn này. Ngủ đau lắm. Đây các bạn. Đây là đàn cái đàn cùng với cái đàn của mình này. Thì mấy bé kia to hơn này. Còn 4 chú này thì nghe có vẻ còi hơn mấy chú kia. Xem thức ăn nhà ông anh. Đây các bạn. Cho ăn rau chuối trộn với cám với cơm này. Đấy các bạn ạ, đấy, Ngan đã lở đấy các bạn ơi. Lở khá là nhiều này. Nhiều thật đấy. Hôm nay con mẹ nó lành hơn một tí là nó không cắn này. Nhiều thật. Đây hơn chục con này. Lở gần, coi như là gần hết trứng các bạn ạ. Còn chắc còn mấy quả nữa thôi. Rất nhìn con mẹ không giữ, hôm nay không giữ mấy các bạn ạ. Nhìn đàn con nhìn đẹp không các bạn ơi. Có khi sau cái đợt này mình lại phải xin ông anh một đôi hay mà một con về làm bạn với chi chip ở nhà các bạn ạ. Đấy, kêu ấy. Trứng còn 1 2 chắc còn 3 quả nữa. Chỗ này chắc là hơn chục con đấy các bạn. Thì chắc phải để nở xong với lại khô lông cho các bé nó khô lông xong bắt đầu mới lại rốt ra ngoài để cho ăn được các bạn ạ. Nhìn đáng yêu thật. Nhưng mà mỗi tội là mẹ dữ quá. Đấy thì đàn Ngan ở nhà anh mình thì vừa rồi cũng đã lở gần xong rồi các bạn, chờ khô lông xuống hồ thôi. Thì mình về mình kiếm ít đồ ăn cho đôi chuột nang của mình các bạn. Thì ăn nhiều củ quá này. Củ với ngô thì ăn nhiều quá thì cũng chán. Ngô này ngô không phải ngô lép bằng cái ngô đỏ nhưng mà nó cứng thì là nó khó nhai các bạn. Củ này thì cũng ăn con ít nữa. Chủ yếu là mình cho ăn rau với lại củ, thì hôm nay mình sẽ đi lấy kiếm ít đồ ăn khác, kiếm đồ ăn lạ hơn để cải thiện bữa ăn cho đôi chuột các bạn nhé. Thì các bạn hãy theo chân mình đi lấy đồ ăn cho chuột.
Bây giờ thằng em bắt hộ 4 quả cà chua ở nhà thằng em nhé. Thì mình xin nó luôn các bạn. Hôm thì mình hay cho ăn ngô với lại củ, với lại nói chung là rau củ với cà rốt này. À không, cà rốt mình không cho ăn với su hào này. Cái này cải thiện ít cà chua các bạn. Thì đôi chuột này của mình cũng gần đẻ các bạn ạ. Đây chuột cái này. Mình đây khi sợ không được ăn. Mình cứ để đây ạ. Để đây mình cất hai quả này đi. Vẫn còn nhiều thức ăn này. Còn rau cải để cho ngỗng này. Bí này để cho thỏ nữa các bạn. Đấy, ngan thì đã lở và khô hết lông rồi các bạn. Giờ thì xuống ổ cho mấy chú ngan thì cho ăn cám này, cám quả con này, lước lôi này. Đây là nhà ông anh mình lại tách luôn mẹ ra, không cho mẹ nuôi các bạn. Đây, thả trong này thao mà rộng, cám này lúc nào cũng có đầy. Buồn cái là vừa mới nở ra đã phải tách mẹ này, xem là bao con nhỉ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Được 13 bé các bạn ạ. Nhìn khá là dễ thương ấy. Lông nó bông thật. Thì mình cũng dự tính để cho ông anh nuôi xong nó to to một tí là cũng xin lấy một chú về để cho làm bạn với bé ở nhà. Nó cũng ăn no rồi các bạn ạ. Bình thường để đây nó ăn đấy. Mọi ngày nuôi là hay để cho con mẹ nó u ấy, nhưng không biết lần này thì lại thấy tách ra sớm thật. Vừa mới xuống ổ cái là tách mẹ luôn các bạn. Các bạn mùa này nuôi nó dễ mà, ấm. Thời tiết miền Bắc thì nó cũng ấm dần rồi, nên là cũng không ngại về cái vấn đề là u hay không. Nên ở trong này nó kín nó ấm. Khi tối em thắp bóng ở đây. Video của mình cũng kết thúc ở đây nha các bạn. Mọi người ai mà yêu quý mình hay là thích thú đàn ngan này và muốn mình đón một bé về thì hãy theo dõi kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo của mình.